Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là con đẩy Audio King HS9800. Con này tại sao em dám ôm về? Con này là máy class D với công suất khiêm tốn nhá, khiêm tốn ở 8 ôm là 600W và 4 ôm là 1200W, phù hợp cho các bác đánh đánh gia đình được này, đánh monitor sân khấu được này. Đấy, với công suất rất là khiêm tốn, 600W. Nhưng sò thì ối rồi, có 4 sò như một cái âm ni. Sò thì ít như âm ni nhưng mà ít con âm ni nào ăn được lại cái con cục đẩy mà gọi là nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh này các bác nha. Audio King, thương hiệu nổi tiếng đến từ anh bạn hàng xóm Trung Quốc. Audio King nha, chính hãng nha, Professional Pony. Đấy, máy thì rất là củ chuối, em chê ngay. Nhìn cái máy trông rất là củi. Biến áp nguồn đây, điện áp công suất là có 92V, 0V, 92V. Điện áp cấp phụ để nuôi mạch tín hiệu cũng như là các linh tinh là có 20V, 0V, 20V. Điện áp vào là 220. Đấy, đây, mạch cấp nuôi tín hiệu đây. Còn đây là cái phần điện áp nguồn đây, phần công suất này. Đấy, có ít thế thôi. Biến áp thì bé tí con thì sò thì có 4 con sò ở đây các bác xem này. Máy class D ra nhìn trông chả có gì. Có hai cuộn cảm, băng xung tần số và tụ nguồn nuôi. 4 tụ nguồn. Tụ nguồn đằng sau nhá, còn đây tụ nguồn chính này. 160V. Đấy, tụ nguồn này là nó sẽ xuất âm qua tụ nguồn này. À tụ này tụ xuất âm rồi tụ nguồn. Tụ này là 200V 1000mi. Đấy, 200V 1000mi. Mạch class D xuất âm qua tụ. Một sò một tụ, một sò một tụ. Đấy, thế thôi. Máy này thì về nhiều anh em nó sẽ đóng thêm sò vào đây này. Nó có khe để lắp sò. Đấy. Nghèo người là sẽ đóng thêm sò vào thì nó sẽ tăng công suất lên, nhưng mà biến áp nguồn nó phải to hơn thì nó mới đánh được. Chứ không nó còn ngược ngại thì cục nguồn nó sẽ nhanh khói lắm. Chở nó đây. 50W 12 ôm này, đấy, thấy không? Chuyên răng là chở bắt luôn vào tản nhiệt nhôm. Chở nó nóng nó sẽ bắt nhiệt nhôm. Còn cái loại mạch D này nhá, kể cả bác bỏ nhôm ra ngoài, chỉ có hai tấm nhôm này thôi, các bác đánh loa 40 nhá. 40 từ 2 côn trăm các bác đánh thoải mái, còn lâu mới nóng được. Hiệu suất nó làm việc rất là cao, đánh gọi là hết công suất nó không bị vỡ tiếng như là các cái dòng khác. Đấy, nó có mạch bảo vệ rất là hay, không bị vỡ tiếng. Đấy, công suất rất là khiêm tốn, chỉ có bao nhiêu, 600W một kênh, tải 8 ôm. Ui xồi ôi, em lúc đầu em lấy cái con này em hỏi là thế đại ca, thế con này bao nhiêu watt một kênh, thì sếp bảo là 800 thế quái nào, nhìn máy có 4 sò này 800 đấy, hoành tráng quá đúng không ạ. Đấy, thì các bác nào ngắm con này thì ngắm nhá, bây giờ em sẽ kết nối vào loa đánh thử nền các bác xem, đánh vào 40 luôn xem nó như nào. Đây các bác xem nhá, bây giờ em sẽ test đẩy này, Mark Vendu vừa còn nhận thêm cả sửa chữa xe đạp nữa. Ui xồi ôi, đây đấy, đồ nghề móc nốp đây. móc nốp. Đấy, thì bây giờ này em sẽ test đẩy nhá. Con này nó có một điểm hay là các bác vặn volume có 20% kêu vừa vừa, 40 kêu to, 50 kêu to nữa, 80 kêu khá là to, còn các bác vặn hết volume nó mới gọi là to thực sự. Đây là một cái hiệu chuẩn mới của các dòng cục đẩy mà em rất là ưng, cực kỳ hay. Đấy, các cái dòng này nó thiết kế theo đúng form tiêu chuẩn của Mỹ, nên là vặn càng to là càng to, còn vặn nhí nhí nó kêu vừa vừa. Còn nhiều con đẩy nó các bác vặn nhích tí thôi nó kêu gần hết cỡ rồi, vặn nữa chỉ thế thôi. Đấy, con này nó một điểm cộng, điểm này điểm cộng nha. Có 4 sò thôi các bác xem này. Một loa nhá. Hai loa. Cảm tưởng như là loa nó nhảy hết cỡ rồi. Ôi,
có thèm nóng đâu. Xem nào, sờ 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 cái đoạn này nó hơi bị hiểm tí. À bộ áp diode này, đây nó kiểu như là con bộ áp ấy. Cái con này thì hơi nóng này. Con này thì hơi nóng này, các bác hoạt động hết cỡ hay này hoạt động bao nhiêu thì con này nó cũng nóng vừa vừa, nó hơi nóng thôi đấy. Còn như cái nhôm này nó là quan trọng nhất này, hiệu quả đạt cao hay thấp là nó ở đây thế này. Đấy, như em vừa nãy có kể rồi thì các bác nhấc cái tiếng nhôm này ra mà để có hai cái tấm nhôm ở dưới này thôi, các bác đánh thoải mái nó mới nóng được. Đấy, đánh thoải mái nó mới nóng được đây. Đấy. Còn như mà các bác để như này nha, chả biết bao giờ nó mới nóng. Đấy, bây giờ bắt đầu là mới thấy con nhiệt nó bắt đầu tỏa ra từ từ này, nó chỉ ấm ấm hơn vỏ một tí thôi. Ở đây nó còn nóng hơn nhiều này. Đấy, còn biến áp nguồn này, bây giờ biến áp nguồn mà đánh có một tí, có mấy chục giây mà ấm là chập biến áp nguồn vứt nha. Đây các bác nha, audio king. Đấy, tức là vua audio, vua âm thanh, được chưa? Audio dịch ra nó là âm thanh đó. Em sẽ tiếp tục test với bản nhạc Zemix Việt Nam. Quá là kinh, đứng rát tai. Thì em chia sẻ luôn nhá, giảm đi hết tiếng này, nói chuyện cho dễ, chứ không thì cứ tí tí nhạc vào nghe không rõ các bác kêu. Đấy, như này là nghe không rõ này. Đấy, nó sẽ lẫn nhạc vào, các bác nói chuyện nó hơi khó. Em nói chuyện là cứ tắt đi nhạc đi. Cứ cắm điện để đấy. Lúc nào rảnh rỗi test xong, tầm này cũng gần tối thì em nói luôn này. Hiện tại cặp loa này là từ 19,76 của bát nhá. Tép là cũng từ 19,76 luôn. Đấy. Nên là con đầy này nó có thể đánh được cái loại nhà bát 40 từ 19,16 này. Bây giờ các bác xem này, máy nó thèm nóng đâu, công suất có 600W ra mà nó như thế thì liệu các bác đánh được loa gì. Thì đây là cái dẫn chứng mà em đánh thử luôn nhé, chứ không các bác bảo ui 600W yếu lắm, yếu cái con 12 con giáp. Yếu 12 con giáp đấy, máy có như thế này thôi, có 4 sò thôi nha, 300W một con MOSFET, sò MOSFET nha, gọi là sò trường MOSFET. Đây tụ xuất âm đây, 200V 1000mi, đánh rất là căng. Nhưng con này các bác mà đánh kiểu đánh monitor, đánh loa sân khấu, hoặc là các bác đánh súp vào trong gia đình, đập thoải mái chưa, không việc gì sợ cả. Đấy, đánh thoải mái, đập hết cỡ luôn. Đấy, biến áp thì không có to lắm. Nhưng cái loại này các bác mà chơi gia đình thì các bác có thể đánh được súp. Chứ còn nếu các bác đánh ngoài trời thì các bác có đánh được monitor. Monitor đánh này căng với chứ, đánh này nghe rát tai. Mà các bác đánh này sâu sự kiện, đánh bây giờ còn chưa thèm nóng máy, đánh một tí làm sao nóng được. Đấy. Nếu mà đánh như này để nâu nó chỉ ấm ấm như này thôi nha, để nâu nó chỉ ấm ấm. Nhưng mà nếu mà các bác tinh ý lấy mở máy ra nha, cho máy nó chạy xong là lấy tay sờ lên chán, xong là lấy tay sờ một cái tản nhiệt nhôm này thì là con này nó sẽ ấm hơn là các bác lấy tay sờ lên chán. Bởi vì nếu như các bác mà lấy tay sờ vào nhôm con này mà mát hơn là lấy tay sờ lên chán, chứng tỏ là các bác đang bị ấm đầu, là các bác đang bị sốt. Đấy các bác nha. Thì con này audio king này, thương hiệu này mà quên từ nãy giờ chưa báo giá. Con này thì hiện tại em đang cung cấp với các bác là mức giá chỉ ngang
với giá tiền của những con máy đẩy hàng Trung Quốc giá mới tại Việt Nam chỉ là 3 triệu 8 một con bao ship. Đây duy nhất một chiếc nha, duy nhất một chiếc Audio King HS9800. Đấy. Công suất tải 8 ôm là 600W, 4 ôm là khoảng tầm 1.000 đến 1.200W. Nên là các bác mà chơi con này mà đánh súp thì đánh chắc được súp đơn 50 thì hai côn trăm đánh một đôi, đánh trong gia đình đánh được. Còn các bác mà chơi máy ngoài trời thì con này chỉ đánh full RAM hoặc monitor hoặc là đánh Nair Ray Mini thôi. Mini Ray thì đánh được, con này Mini Ray ví dụ dây 20, dây 25. Một con này quật một đôi. Đấy. Một đôi nhá, đánh tốt. Con này tải được qua 4 ôm mono, 4 ôm cell hoặc là 8 ôm mono thôi. Các bác dồn hai kênh là một đánh mono 8 ôm thì nó vào khoảng tầm 1.500W một kênh đánh súp. Tức là các bác chơi theo kiểu bắc cầu đấy, đánh dồn cầu, dồn kênh. Đấy thì con này đằng sau nó có luôn cả cái công tắc là cell, panel never và fly. Những con đẩy nào mà nó không có công tắc fly thì là con ý chỉ đánh này dây hoặc đánh passive thôi chứ còn không thể đánh dồn được. Đấy, như con này thì mạch nát hát này rất là bền, cực kỳ nó khỏe. Duy nhất một chiếc, duy nhất chỉ có 3 triệu 8 giá bao ship và tặng theo dây giáp phụ kiện đầy đủ cho các bác. Lưu ý các bác đánh monitor full RAM tối đa là loa 40. Con này đánh hết cỡ thì chắc là được tới 2 côn trăm nhưng mà em chưa thử. Hiện tại đây là đang có là bát 40 từ 19 côn 76. Một côn dây dẹt nha, con DMX này các bác khách là bác bom ấy. Em không kể đâu. Trong ngày mai thì chắc có khi em cho con này đánh thử đôi súp này, không biết đánh được không. Đôi Ibo này là 50 tới 2 côn trăm cũng gớm lắm đấy, không phải đùa đâu. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá rất là xuân yêu thương rồi, chỉ ngang mới đẩy mới các bác mua ở chợ thôi. Đấy. Ngang tiền với con nó nhiều sò, nhưng đây có 4 con MOSFET thùng nó đánh như này nha. Giá em bán rất là rẻ rồi, còn các bác nào kêu đắt thôi các bác đi mua chỗ khác. Ok, thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nha. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.